Hi, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại với tựa game Tiết Quanh Biết. Và ngày hôm nay thì mình sẽ ăn trái quỷ tiếp theo, sau đó review trái quỷ đó cho tất cả anh em và mọi người xem ha. Đó chính là trái ác quỷ. Chưa có anh em, chưa có thì mình biết trái gì. Hiện tại trên channel của mình gần đủ trái quỷ rồi anh em à. Chỉ còn thiếu có trái Gura Gura Numi, Moku Moku Numi, chỉ có hai trái thôi anh em à. Còn trái mới thì mình cũng đã làm rồi ha. Gon 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 Numi hay là Guru Guru Numi, nói chung là hai tên nào cũng đúng. Thì hiện tại có rất nhiều anh em comment nói là mình viết sai tên. Trái này là Gon Gon Numi mà tại sao mình lại viết Guru Guru Numi? Thì nếu anh em không tin á, thì anh em có thể lên tra khảo Google, anh em chỉ cần search cái tên là Guru Guru Numi, sau đó nó sẽ hiện ra một cái sơ yếu lý lịch về cái trái ác quỷ này. Thì trái ác quỷ nó có hai tên lận nha anh em. Một tên là tiếng Nhật là Guru Guru Numi, một tên là tiếng Anh Gon 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 Numi. Nói chung là hai tên nào cũng đúng hết ha. Thì thật sự là mình làm một trái ác quỷ nào á thì mình đã tra khảo lý lịch của nó hết rồi anh em. Nên là mình viết chỉ có đúng chứ không có sai nha anh em. Ngoại trừ là mình sai chính tả thôi anh em à. Rồi bây giờ thì mình quyết định sẽ mua trái quỷ ha. Không biết là mình còn bao nhiêu tiền đây, 95.871.000 bê linh anh em à, để mua trái quỷ. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn còn hai trái chưa review là Gura và Moku, thì không biết là cái đợt mua này có ra hay không. Nếu mà không ra thì mình sẽ kết hợp hai trái quỷ lại với nhau hết anh em. Rồi bây giờ mình quyết định mua nè. Đó, bây giờ thì cứ chà đi anh em à, xem thử coi là có ra hay không. Ờ, hên vải anh em. Ờ, Tori ngon dữ ta ha. Già nay bởi vậy già sao nghe thân thiện ghê anh em. Vừa vào nhấp vài cái ra Tori ngon quá. Trời ơi, đang trái nữa. Hi ê hi ê. Già nay tốt bụng ghê luôn anh em. Phải nói già tốt vô đói, già tốt vô cùng luôn. Chắc là mình nghĩ mua ra 5 trái của anh em. Ra 2 trái rồi đó nha. Mở rương lên. Nó như giày đi anh em. Mình chơi lộ thiên đi chứ đừng có chơi bất ngờ ha. Rồi bây giờ mình mua ra, nếu mà không ra Moku Moku với Gura Gura thì mình quyết định sẽ ăn trái Tori kết hợp với trái Gon Gon Numi ha. Hiện tại mình còn 67 triệu anh em à. Cố lên nào, cố lên nào. Mới vào nhấp vài phát và cho hai trái đồ tím ngon thiệt chứ. Nhưng mà mình phải trả một cái giá rất là đắt. Sau khi mà 60 mấy triệu mình mua sẽ không ra trái quỷ tím nữa anh em à. Trời ơi, nói nó không ra. Pika Pika, trời ơi. Mấy nay già nay tu đạo ta. Lúc trước có nhớ mua ít ra lắm, trời ơi nữa hả? Gì đây? Suna Suna. Ừ. Già nay tốt bụng phết anh em. Vãi cả già thiệt chứ. Già đây gần máu heo. Vừa vô à, sử dụng à, mới có 60 triệu bê ly là già đã cho 4 trái rồi anh em. Vậy 20 triệu già cho anh trái. Ừ, cho thêm nữa đi nè. Từ 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 anh em, phải sử dụng hết ra 20 triệu nữa anh em. Già mới cho thêm trái nữa. Già cho thêm trái ơi già. Kêu đủ rồi, đủ rồi. Vừa vô mày quém đâu nè, trời ơi. Đi ca nữa hả? Ngon dữ ta. Đù. Dạng cái dạng mà nó ra nó chơi sẽ chọt sóc hông mình đó anh em. Tại vì Pika Pika Numi á thường thường là quay rất là hiếm ra hết anh em. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó đang hiếm trái Moku Moku với Gura. Dạng chọc nóng mình, chọc điên mình lên hay sao quá ta. Chọc ma thiệt mà. Chọc mình nổi sải lên anh em ơi. Rồi không mua nữa, ghét rồi. Lâu rồi già, lâu rồi. Vậy là khoảng đâu 95 triệu thì mình mua được nhiêu đây trái anh em. Tori Tori. Nè mình phóng gần lại cho anh em coi nè ha. Bấm lộn một lát mình ăn nữa. Tori Tori nè, Pika Pika nè, Suna Suna nè, Pika nữa nè, rồi Hie Hie. Rồi ok, mình sẽ hỏi anh em trong phòng này cái gì vậy? Vì nay ít anh em giữ ta, chắc là hiện tại là mình dạng mình on trễ, chắc anh em đi ngủ hết rồi. Có anh em nào cần trái ác quỷ không? Chắc mình nghĩ là mình nên ăn Pika hết anh em. Rồi thì đối với cái trái Gon Gon Numi hay là Guru Guru Numi á, thì lúc mà mình test chiêu á thì mình thiếu hết một chiêu anh em à. Mà tại vì nói quá anh em mình quên. Là anh em mở cái chiêu lách lách này lên này ha. Sau đó anh em bấm phím Z một cái nó sẽ biến vàng ngừ rồi. Bây giờ mình biến vàng ngừ vậy mình đi luôn anh em à. Ngừ mình hiện tại đóng bệ, đóng vàng rồi, đóng bợn rồi. Rồi bây giờ lết xác qua đảo xem có anh em nào cần trái quỷ thì mình mua cho.
Cuối cùng cũng đã tới được đảo Tân Thủ rồi anh em à. Rồi ha, bây giờ mình lên mình sẽ quỷ đi trái ác quỷ của mình. Và mình giữ cái hình dạng mà vàng khè như vậy luôn á anh em. Mình sẽ ăn trái gì ta để mình xem thử cái nào. Chắc mình nghĩ là mình sẽ ăn Pika Pika anh em à. Đây ha, Pika có đến hai trái lận. Ngu dậy không ăn Pika anh em, hi ê thì để cho những anh em khác đi ha. Mình sẽ ăn Pika, tại vì Pika có đến hai trái hoặc là Tori. Chắc là mình nghĩ là mình sẽ kết hợp Pika Pika với trái Gongonumi ha. Rồi, bây giờ thì mình cứ lại đây quỷ đi, năng lực trái quỷ đi anh em để mình coi coi. Hiện tại là 55 điểm thôi anh em. Rồi quỷ nào. Đó. Vậy là mình đã mất đi năng lực trái quỷ rồi anh em. Rồi để mình chat lên ở đảo Tân Thủ. Vậy là anh em sẽ biết ha. Đó, vậy là anh em biết rồi. Hai anh mà nhìn nè anh em nè, coi năng lực trái quỷ nè. Đó, Pika Pika. Oh, có Pika luôn, ghê ta. Nè. Cũng có vậy, đâu phải không có đâu. Ta ơi, đâu phải dạng bèo. Có chứ. Tưởng gì đây nè. Bây giờ ăn luôn nè. Giờ ăn luôn cho em câu luôn nè. Coi thử nè ha. Đâu à. Giọng thử trái Pika vô cho bạn đó thấy. Tưởng đâu một mình đó có Pika hả? Tưởng đâu một bạn đó có Pika, mình cũng có vậy, ăn con. Giọng vô. Này. Vậy là sự kết hợp hoàn mỹ giữa trái Gongonumi với trái Pika hả anh em? Đó. Ủa cái gì mà lắc giật dữ vậy? Đó vừa vàng khè mà vừa kết hợp với trái Pika nữa nè anh em, ngon quá rồi. Trong khi là mình đang sử dụng năng lực của trái Guru mà bây giờ thêm trái Pika nữa. À, đã chưa. Đây. Đó, nè thấy chưa? Nè Haki nè. đen thui. Wow, một sự kết hợp phải nói vô cùng hoàn mỹ ha. Đây. Đi thôi. Hiện tại mình đang cầm rất là nhiều trái quỷ, chỉ cần mình chết một cái coi như là mất trắng anh em à. Đâu bạn này có trái quỷ chưa? À, Tori. Nè mình cũng có Tori nè. Có chứ sao không phải không có đâu. Nè Tori nè. Chuna nè, Pika nè, Hiê nè, một nùi đây nè. Trời ơi. Đâu phải bèo anh em. Có chứ bộ đâu phải không có á. Không lấy được một nùi luôn. Anh em nào chưa có rác quỷ nào? Chưa có rác quỷ. Mình phải hỏi đàng hoàng chứ anh em. Quá trời đây nè, có luôn trái Pika luôn. Pika với Tori, hai trái mà mình thấy anh em lấy khá là nhiều ha. Đâu để coi bạn nào qua đây chưa có thì mình thải luôn. À đây hả? Bạn này nãy thấy Pika mà kỳ vậy. Bao nhiêu vậy anh? 95M. 95M quay ra được nhiêu đó thôi. Chí quá rồi, chưa tới nên anh em, 90M à. Già mấy nay là dạng ăn chay anh em. Lúc trước già ăn mặn gì đây? Bú cờ thần trưởng. Nè. Mình dạng mấy nay mình dạng ưa khoe lắm nhá hàng nè. Đó, dạng nhá hàng chơi ơi. Đây nữa nè. Nhá hàng. Trái quỷ giờ nhiều quá nhá hàng anh em à. Bao nhiêu tiền được bao nhiêu đó vậy anh? Trời ơi, 95M đã chát lên rồi mà. Anh em nào chưa có nói tiếng câu, chẳng lẽ mình lên trên đây mình cho cái bạn nào đang đứng chém trên đây anh ta. Đây mình thấy có một bạn chém trên đây nè. Fan Big Ban. Vô chém chắc là chém mình ve mật quá anh em. Chắc hiện tại đang hách luyện biển kiếm hay sao á. Chuyện ngộ gì thế à? À, đi được à. Ở ghê ta, chạy lòng vòng luôn. Đã fan mình sao rồi mình vô đây không nói chuyện tiếng hết ta, ngộ rồi à. Đâu coi thử rồi. Nè. Trắc quỷ nè. Nùi đi nè. Lấy không bạn? À có dạng Gura rồi, khỏi cần rồi, thôi đi. Có Gura thôi gì đâu. Em cần
Turi thôi bạn à, đây là cái luật của channel rồi, dù bạn cần đi chăng nữa, tuy là bạn ở trong bet simulator cho mình rất là nhiều bet ha, rồi những bạn khác hỗ trợ cho bet rất là nhiều, nhưng mà mình không chỉ vì những con bet đó mà mình phá luật được anh em à, không có phá luật được. À đây 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 đây, ai đây, cái gì vậy, sao mất tiêu vậy? Em chưa có trác quỷ, phi diệu hư cấu, không thể nào tin nổi. Đây nè, có bạn này nè, mặt mai nè, để coi coi. Kiểm tra hàng trước. Cái gì vậy? Quỷ đi em. Quỷ đi. Nè, nuôi đi nè. Quỷ đi cho. Có chứ đâu phải không có đâu. Đó, thì mình chát tên dạy ra cho khỏi lộn anh em à. Bạn này né như Goku du cực mà. Thấy Momo Numi rõ ràng cái gì vậy? Đi bộ giờ đang dướng bờ rào hả? Trời ơi, coi bạn đó đi rồi anh em. Đi bị dướng bờ rào thiệt. Nó quỷ đi cho gì đâu. Mình có làm khó dễ gì đâu. Anh em nào mà ăn trái cù bắp cù mía thì gặp mình thì mình cho được thì mình sẽ cho. Còn mà nếu mà trái tím trở lên thì no never nha anh em. Đó là luật của mình rồi, thì cũng mong anh em thông cảm ha. Cái gì vậy? Đừng nói quỷ không được nha. Đừng nói quỷ không được thì mình chỉ cho cách quỷ luôn. Chẳng lẽ mình vào ạt đó chỉ cách quỷ còn. Còn nội nè, ông nội có trái quỷ nè. Tại coi bạn fan Big Bang cái gì lại mới chém cái gây nằm dùng rồi. Em chưa có trái quỷ thôi, bỏ đi. Bốn trái chưa có ai mà lấy hết. Giờ có bạn này mà bây giờ không có cách để cho bạn này quỷ Momo Anumi. Giờ sao em, ông quỷ Momo đi, quỷ chưa? Nè, Tori nè, một cái trái mà có thể sử dụng đôi cánh để bay lượn trên không trung. Đây là trái Suna Numi. Trái này cũng có thể bay lượn trên không trung. Trái này cũng có thể bay lượn trên không trung. Và trái quỷ này thì có thể là đi lên đên trên biển. Rất là ngon luôn. Em không cần trái khác đâu. Đu! Ghê ta, từ trước đến giờ mình mới thấy một bạn nói không cần trái khác luôn. Ăn Momo Numi dẫn dữ anh em à. Tại vì vẫn giữ tiêu chí mà đã ăn trát quỷ rồi thì không bỏ đó anh em à. Không có mới bỏ cũ. Hay, hay, bạn này hay nè. Mình đánh giá cao bạn đó rồi đó. Rồi bây giờ mình qua núp anh em. Qua núp mình thử năng lực của trái ác quỷ Gon Numi kết hợp với trái Pika Numi cho tất cả anh em và mọi người xem nè. Rồi cũng bay kiểu gì vậy? Bay gì mà uống dữ rồi, làm như là rắn trường trên không trung rồi anh em. Chết rồi. Rồi điểm ác quỷ có một mà hàng chi nó bay cái kiểu cà rề cà lết vậy là đúng rồi. Hợp lý quá luôn. Ở khi bay vậy nhìn cảnh biển xung quanh cũng đẹp chứ. Cũng ngon lành cành đào. Đâu ra thêm cái đảo A Long nằm ngay đây nè. Nằm ngay đó là ngon. Cho em xin trác quỷ, em có chưa mà xin. Rồi chưa có mới cho chứ có rồi trời đó cơ. Gì mà làm cái ua cái là đi thẳng qua bển luôn em, trong khi mình bay kìa. Trời ơi, Tori làm như là cười chê trên cái niềm đau khổ của mình hay sao á. Ư ơi. Biết là ăn trái Tori là đỡ rồi anh em. Kết hợp với trái Pika Numi giờ nó ra vậy nè. Nhanh quá, một cái tốc độ của bàn thờ anh em. Chạy kiểu này không sợ bị kẹt xe, cũng không sợ bị đụng xe anh em à. Trời ơi, mình này là dạng mình lái xe an toàn. Đó, anh em lái xe nhanh, chẳng hạn như anh em lái nhanh quá cái đung vô gốc cây, đung vô trụ điện. Còn mình đây, bay với một tốc độ vậy là phải nói là ngon hết biết rồi. Chứ trái Pika này combat trên không đã lắm anh em. Đó anh em thấy chưa, bay lên trên không. Đó, chỉ vậy nè. Là cũng gì vậy, cái gì lộn xuống tới dưới rồi. Anh còn trát quỷ không? Trời ơi, còn cả đống đây nè em. Nhưng mà chủ yếu là em có ăn trát quỷ chưa cái đã. Nè, mình gồng Haki lên ha. Anh em thấy vẫn còn vàng ha. Kết hợp với Gon Numi mà anh em. Hoặc là Guru. Nói chung hai tên mình nói tên nào cũng đúng hết. Anh em đừng bắt bẻ mình nữa ha. Anh em không tin thì cứ tra cứu Google giống như mình nói đầu video đi. Một tên dành cho Nhật Bản. Còn một tên thì dành cho tiếng Anh. Đó, hai tên thì nó na vậy thôi anh em à. Bây giờ thì mình sẽ tròn người với bạn này thử xem nào. Cái gì vậy? Cái gì đá? Cái này bay tới trần non trển rồi anh em.
Này, giang giang. Mấy bạn này ưa đá trái này lắm anh em. Ưa đá vậy để cho mình giăng biển cái lúc mà mình ăn trát quỷ đó anh em. Mình vừa cầm mình chưa kịp bỏ họng cái đá mình bay xuống biển rồi mình đâu có nhảy lên được. Cái gì mà đâu bú cờ thần trưởng nằm đóng rồi mấy bạn làm cái gì quýnh ầm đùng rồi. Hồi lát là mình re-die rồi, coi như ôm theo một đống trát quỷ này. Bây giờ mình hỏi thử coi bạn nào chưa có trát quỷ. Cường em có trái chưa? Đó, bạn đó xin em ở đâu? Em ở đâu? Mình qua mình like tận chỗ luôn em. Anh em thấy một sự kết hợp hoàn mỹ ở ngay đây hả? Vậy hôm nãy không thấy. Có trái khối mình không câu á. Hư ơi, dốc chém gió quá. Đã nói rồi em đang ăn trát quỷ rồi thì đừng có xin anh nữa. Thích trái kia, thích thích trái kia cũng không được anh em à. Đó là luật rồi. Thì trên channel mình đọc comment của các anh em thì anh em bảo mình là cái tính mình sao kỳ cục vậy. Có những bạn ăn những cái trái tím mà cùi bắp, cùi mía thì sao? Thì mình nghĩ là luật là người đặt ra có thể thay đổi được ha. Nên là mình quyết định sẽ thay đổi luật lại đôi chút. Thì anh em nghe rõ này ha. Những bạn nào mà ăn trái Gasu với trái Moku được phép mình cho trát quỷ và đổi lại ha. Tại vì những bạn đánh giá trái đó là không có sức chiến đấu, là cùi bắp, cùi mía đồ các kiểu quá rồi. Thì mình quyết định là sẽ cho những bạn nào mà ăn trái Moku với trái Gasu được phép đi quỷ trát quỷ, sau đó là được nhận trát quỷ từ mình ha. Đây là luật mới của mình. Nói chung là người ban ra thì cũng có thể là thay đổi luật một chút ha. Chứ những bạn nào mà ăn chẳng hạn như Tori với Pika hay là dạng mấy trái nào mà rồ vít á mà quỷ đi thì mình không thể nào mà chấp nhận được anh em à. Chẳng hạn như những bạn nào ăn Mika mà quỷ đi để lấy trái Turi đó thì mình không thể nào chấp nhận được. Rồi, thì mình quyết định sẽ cho bạn Cường trái ác quỷ mà bạn ấy thích ở trong cái dãy số này hết anh em. Rồi, chứ mình dục xuống biển thì mình cảm thấy là cũng uổng ha. Rồi, Cường đi quỷ đi em. Ai ăn trái Moku và Gasu được phép quỷ và nhận trái mới. Đây là luật mới của mình vừa được ban hành ra hết anh em. Thì có thể là anh em nghĩ là mình là dạng là một YouTuber khó tính, nhưng mà đúng hơn đó là mình muốn phát trát quỷ cho tất cả anh em và mọi người nào chưa có, để được những cái trái ác quỷ nào mà anh em yêu thích rồi. Ok cô, anh em có thể farm một cách nào đó mà nó dễ dàng hơn ha. Thì mình kêu Cường đi quỷ đi. Quỷ đi. Quỷ đi Cường CT 1 5. Quỷ trát quỷ đi em, anh cho trái mới rồi sau đó anh up video. Trời ơi, chẳng lẽ là quay đây quay hoài anh em? Quay hoài thì một game anh em xem cũng chán, nên là mấy nay là mình đang tập trung thay đổi cái tựa game khác ha. Không tin anh thử đi. Nhảy biển em. Trời ơi, anh đơn giản lắm, thử gì nữa. Đó, mình thì mình kiểm tra cho đúng, đáng lý ra là mình chém vô người bạn đó đó là xuất hiện lên cái làn khói rồi ha. Rồi ok, giờ anh em cho anh bằng đó thôi. Rồi xong đó, ăn vào đi em. Vậy là ha. Rồi cái đó là luật mới của channel mình ha. Anh em nào ăn trái Gasu, tại vì mình thấy cái trái đó công nhận là mình test cái trái Gasu là nó bắp thiệt anh em. Full điểm thì mình nghe nói anh em nói cũng vậy à. Rồi bây giờ còn những trái còn lại thì mình mạn phép tống khứ nó xuống biển ha. Đây. Suna Suna Numi. Kế đến là Hie Hie Numi. Và trái cuối cùng là trái Pika Pika. Trời ơi, cái gì anh em bu dữ vậy? Tao con hứng. Đau lụm lên được không? Mình không tin lụm lên được á. Ở được luôn ta. Đu ghê ta. Ghê. Nhảy xuống dưới lụm lên được luôn. Nhảy xuống dưới lụm được luôn anh em, hay thiệt. Rồi, thì mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video lại tại đây ha. Anh em cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên đến đăng ký để theo dõi những video mới nhất của channel mình nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của tựa game Tiếp Quanh Bit nha. Bye bye, see you again.